Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại sân vận động Raja Mangala tại thủ đô Bangkok, Thái Lan để chứng kiến loạt đấu thứ 3 ở FC Champions League trong một bảng đấu mà Ratchaburi sẽ gặp Daiwa Rampus. Tại bảng G này thì sau hai lượt trận đầu tiên, câu lạc bộ Daiwa Rampus đại diện tới từ J-League 1 đang là đội bóng dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm sau 2 chiến thắng. Đây là đội hình ra sân của các thủ Ratchaburi. Pen Prakon ở phía trên cùng với Mpia Mapuku, Thông Sen Prao, Demis và Sujat. Ông Omar Khwanri sẽ là trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây là đội hình ra sân của các thủ Daiwa Rampus với những cái tên đáng chú ý. Đó cầu thủ ngôi sao ở trận đấu trước trong trận đấu với Pohang Steelers, đó là Mateus sẽ đá chính ngay từ đầu. Mateus Grasso, cầu thủ người Brazil. Vừa đó là Maeda, Yamasaki, Soma. Tiền vệ trung tâm vẫn là Inagaki và Yonemoto. Và trận đấu chính thức bắt đầu. Vừa rồi là huấn luyện viên người Italia Ficcerenti. Khá nguy hiểm. Và dứt điểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về các cầu thủ Daiwa Rampus. Chúng ta vừa xem lại pha chạm đầu của Yonemoto, tiền vệ trung tâm bên phía Daiwa Rampus. Pha tấn công rất thoáng bên cánh trái, tăng tốc, Soma đưa bóng vào, Mateus nhả lại rất hay. Rất tiếc là cú đá đã đập chân và lực đã đi giảm sút rất nhiều. Yoshida, Soma đưa bóng vào rất kia, không được. Cơ hội rất tốt để cho Yamasaki có thể mở tỷ số cho các thủ Daiwa Rampus. Đó là một đường đẩy bóng dọc xuống đáy biên rất nhanh của Soma. Tiếc là trong tình huống vừa rồi thì bóng đã chưa thể tới được chân của Yamasaki. Chuyển hướng tấn công Mateus. Nhà khá nhuyễn. Cơ hội đấy rồi. Không vào. Tưởng chừng như bóng đã bay vào lưới của thủ thành Pathom Atakun. Nhưng không. Một cơ hội tấn công với cơ hội ghi bàn rất rõ rệt của các cầu thủ Daiwa Rampus. Bóng đã bay ra ngoài, chuyền vào là của số 5. Cơn mưa có vẻ cũng đã hơi ngớt. Rất nguy hiểm. Khá tốt, đá vào góc gần. Và thêm lần nữa là phản xạ của thành Pathom Atakun. Pha xử lý của Maeda. Động tác kỹ thuật rất tốt để lắc người nhẹ nhàng qua hậu vệ của đối thủ và tung ra cú dứt điểm vào góc gần. Soma, Mateus đánh đầu, 1-0 dành cho Daiwa Rampus. Đó là cú đánh đầu của Yamasaki. Nhưng chúng tôi vẫn ví von vui vẻ. Bộ đôi tiền đạo của Daiwa Rampus, Mateus dos Santos Castro và Yamasaki, như hai tiền đạo bước ra từ trong truyện tranh manga của Nhật Bản vậy. Bộ truyện tranh đường dẫn tới khung thành với Jindo và Yara. Cú đầu rất chính xác, pha phập của bộ đôi Mateus và Yamasaki. Đối với Daiwa Rampus, tính cả chiến thắng nếu có trong trận đấu này, họ sẽ có 9 điểm và rất nguy hiểm. Lại là Yamasaki và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Một ngày mà tiền đạo số 9 thể hiện khả năng không chiến tuyệt vời của mình. Cú treo bóng và một cú lao cắt đánh đầu đơn giản để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Daiwa Rampus. Đường chuyền rất khó chịu của Yoshida. Chọn vị trí tuyệt vời. Thủ thành Pathom Atakun đã không thể làm gì trong thứ vừa rồi. Bàn thắng thứ 6 ở FC Champions League của các thủ Daiwa Rampus. Rất nguy hiểm. 3-0 cho các cầu thủ Daiwa Rampus. Đó là hat-trick của Yamasaki. Mọi thứ gần như đã vỡ vụn đối với Ratchaburi. Lần này là một thắng khá dễ dàng dành cho Yamasaki khi trước đó Maeda đã đối mặt với Atakun. Đẩy ra và mọi thứ là quá dễ dàng với Yamasaki để anh có thể có được cú hat-trick của mình ở trong trận đấu này. Mateus
Đường chuyền cho Yamasaki, cơ hội đây rồi, 4 bàn chăng, không vào. Rất tiếc, một tình huống quá tốt để Yamasaki có thể nâng tỷ số lên 4-0 cho Nagoya Grampus. Rất nguy hiểm, 4-0 rồi. Không mất nhiều sức lực nhưng Ratchaburi, thưa quý vị các bạn, Nagoya Grampus đã có thứ tư vào lưới Ratchaburi. Có thể nói là Nagoya Grampus đá như ru ngủ đối thủ, nhưng họ vẫn có những đường truyền chất lượng như thế này. Rõ ràng là Saito sẽ không mắc bất kỳ một sai lầm nào để có thể trừng phạt đối thủ, pha đỡ bốc bột quá hay. Rất nguy hiểm. Cầu ơi, vẫn không vào. Chưa thể có thắng đầu tiên cho Ratchaburi. Vẫn còn. Không vào. Một tình huống tưởng như có bàn thắng 10-10 dành cho Nagoya Grampus. Quả bóng đã đi ra ngoài trong gang tấc. Không hề có lỗi. Tình huống 4-2, cơ hội quá rõ ràng đối mặt rồi, không vào. Đó là Saito. Trong trận đấu này thì thủ thành Etakun đã có ít nhất là 3 tình huống cứu thua, đặc biệt trong những tình huống 1-1 thì thủ thành người Thái Lan lại là người giành chiến thắng. Có vẻ như Nagoya Grampus chưa muốn dừng lại, họ vẫn muốn có thêm những bàn thắng. Rất kỹ thuật, không vào, bóng đập trúng cột dọc. Rất nhiều những tình huống solo và dứt điểm nguy hiểm. Vừa rồi là cú dứt điểm thứ 28 ở trong trận đấu này của các cầu thủ Nagoya Grampus. Chuyền của Saito, cơ hội đây rồi, đối mặt, lại đối mặt, không vào. Cú dứt điểm đi không chính xác. Chúng ta cũng xem lại lần nữa cú dứt điểm của số 17 Morishita. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 4-0 nghiêng về phía các cầu thủ Nagoya Grampus, với những bàn thắng của Yamasaki, 3 bàn của Yamasaki trong hiệp 1 và 1 bàn của Saito trong hiệp đấu thứ 2, để khép lại 3 trận đấu đầu tiên của Nagoya Grampus với 9 điểm tuyệt đối. Năm 2021, bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi chúng ta sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hành trình khẳng định sẽ được tiếp tục khi các câu lạc bộ của Việt Nam bước vào sân chơi châu lục. Viettel FC cùng AFC Champions League, Hà Nội FC, Sài Gòn FC với AFC Cup đồng hành cùng các câu lạc bộ Việt Nam trên đấu trường châu lục từ 26 tháng 6 năm 2021 trực tiếp trọn vẹn trên truyền hình FPT và VTC3. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng 4C.